Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Ông Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam. Bài học từ quyết định chọn huấn luyện viên Park Hang-seo của Bầu Đức. Loạt đội bóng Indonesia muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhiều diễn đàn bóng đá đã đồng loạt đăng tải tin ông Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam vào sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì thông tin ông Park nhận lời VFF để dẫn dắt tuyển Việt Nam là sai sự thật. Nhiều trang mạng đăng tin giả về ông Park để câu tương tác nhân ngày 1 tháng 4, ngày nói dối. Đây cũng là chuyện thường xuyên diễn ra vào các năm về trước. Theo tìm hiểu của South Star, chuyện ông Park Hang-seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam có đến 99% khả năng không thể xảy ra, bởi vì các diễn biến xung quanh là không có tín hiệu nào trở thành sự thật. Ông Park Hang-seo thì chưa muốn trở lại cầm quân, còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng khó có thể gửi được lời mời đến nhà cầm quân người Hàn Quốc. Với người hâm mộ Việt Nam, ông Park Hang-seo nhận được sự quan tâm và yêu mến trong nhiều năm qua. Đông đảo người hâm mộ thì đang muốn ông Park trở lại để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Họ đã thất vọng quá lớn sau một năm thất bại của ông Chu Xê. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có nhiều ứng viên để lựa chọn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Một số nhà cầm quân tên tuổi như huấn luyện viên trưởng Roberto Donadoni, cựu huấn luyện viên đội tuyển Ý, huấn luyện viên Kim Sang-sik, cựu huấn luyện viên từng vô địch K-League, huấn luyện viên trưởng Kim Do-hun, vô địch AFC Champions League. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, ngay sau khi chia tay với huấn luyện viên Chu Xie, thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam triển khai xây dựng các phương án nhân sự bàn huấn luyện cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia. Đồng thời sớm thông qua hội đồng tư vấn cho thường trực ban chấp hành để báo cáo ban chấp hành ra quyết định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin. Cuộc chia tay ông Chu Xie để lại rất nhiều vấn đề cho bóng đá Việt Nam. Thành tích tuyển Việt Nam gần như là chạm đáy với 10 trận thua, có nguy cơ lớn không thể vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và rơi tự do trên bảng xếp hạng của FIFA. Bài học từ quyết định chọn ông Park Hang-seo của Bầu Đức. Tháng 9 năm 2017 là một cột mốc gắn liền với những câu chuyện xứng đáng đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, gồm có những cuộc tranh cãi liên quan đến Bầu Đức và quyết định chọn ông Park Hang-seo. Sau trận U22 Việt Nam thua Thái Lan và tan vỡ giấc mơ vô địch SEA Games, Bầu Đức và ông Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành hai nhân vật hứng chịu cơn sóng dữ. Bầu Đức công khai sẽ nghỉ làm phó chủ tịch của VFF, ông Nguyễn Hữu Thắng từ chức huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam. Một cuộc mổ xẻ diễn ra với việc huấn luyện viên Hữu Thắng và hội đồng huấn luyện viên quốc gia chỉ trích quả lại, trong khi Bầu Đức nói phải đội mũ cối vì dư luận. Tháng 9 năm 2017 rõ ràng là đầy sóng gió với bóng đá Việt Nam, nhất là Bầu Đức và ông Nguyễn Hữu Thắng. Thế nhưng Bầu Đức thì không dừng lại mà đã tiếp tục hành trình giang dở với việc 3 lần sang Hàn Quốc mời ông Park Hang-seo. Bầu Đức và lãnh đạo của VFF gặp huấn luyện viên Park tại Hàn Quốc, bàn hợp đồng trong nhiều giờ và chốt luôn các điều khoản. Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai còn bỏ tiền túi trả 2 năm tiền lương cho ông Park Hang-seo. Có nhiều vấn đề để thấy chuyện Bầu Đức ký hợp đồng với ông Park Hang-seo là một bài học quan trọng trong việc tuyển chọn huấn luyện viên tuyển quốc gia. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi mới đi sâu và tìm hiểu. Tôi không coi trọng bằng cấp trên giấy tờ hay là danh tiếng mà phải tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin sâu cũng như là các mối quan hệ với Hàn Quốc sẵn có, Bầu Đức từng nói về quyết định chọn ông Park Hang-seo. Hơn hết, Bầu Đức tìm hiểu xong thì sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park và chốt hợp đồng. Vấn đề này cho thấy được Bầu Đức quyết đoán trong việc chọn huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Trong lúc hứng sóng dữ về huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, Bầu Đức thì vẫn dũng cảm mời ông Park, dám quyết định nhanh chóng theo kiểu đương đầu với thử thách vì bóng đá Việt Nam. Song phẳng, không có Bầu Đức thì bóng đá Việt Nam không có ông Park Hang-seo, không có nhà cầm quân người Hàn Quốc thì không có những thành tích liên tiếp trong 5 năm từ 2017-2022, gồm có vô địch AFF 2018, hai huy chương vàng SEA Games hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết ASEAN 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau 7 năm, tuyển Việt Nam có lần thứ 2 rơi vào cảnh đứt gánh giữa đường với huấn luyện viên trưởng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Chu Xê đã chia tay sau một năm gắn bó dù là ký hợp đồng dài 3,5 năm. Nhiều vấn đề cần giải đáp sau cuộc chia tay được đánh giá là xoa dịu cơn giận của người hâm mộ, nhưng để lại hậu quả rất lớn. Ai sẽ tìm huấn luyện viên mới cho tuyển Việt Nam và trách nhiệm là gì? Ai mổ xẻ các nguyên nhân khiến cho ông Chu Xê và đội tuyển Việt Nam chia tay? Chuyện chọn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia liệu có cần nhìn vào danh tiếng quá khứ hay là ưu tiên yếu tố phù hợp? Đó là những câu hỏi quan trọng sau khi ông Chu Xê rời đi với tỷ lệ thua cao nhất trong các đội huấn luyện viên của tuyển Việt Nam. Một loạt đội bóng Indonesia muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Theo tờ Tribun News, nhiều câu lạc bộ của Indo đang để mắt tới Đoàn Văn Hậu. Semen Padang FC, câu lạc bộ vừa giành vé lên chơi ở Liga 1, giải đấu số của Indonesia, đang tính sẽ bạo chi nhằm chiêu mộ Đoàn Văn Hậu.
Văn Hậu chính là cái tên gây tranh cãi khi đã chế nhạo các cầu thủ nhập tịch trong tuyển quốc gia Indonesia. Nhân vật này cho rằng chất lượng các cầu thủ nhập tịch trong đội Garuda chỉ ở mức Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cầu thủ này đang cố gắng thực hiện liên hệ để gia nhập một câu lạc bộ vừa mới thăng hạng của Ligue 1, đó là Semen Padang FC, tờ Pengada viết. Theo tờ Tribune News, ngài Semen Padang FC, nhiều câu lạc bộ khác của bóng đá Indo cũng đã để mắt đến Đoàn Văn Hậu từ lâu và ấp ủ ý định sở hữu siêu sao của tuyển Việt Nam. Trước thông tin này, các cổ động viên của Indonesia hào hứng với viễn cảnh Đoàn Văn Hậu tới xứ vạn đảo thi đấu. Đó là những gì mà chúng tôi đang chờ đợi, không quan trọng là đầu quân cho câu lạc bộ nào, những cổ động viên của Indo sẽ chào đón Văn Hậu nhiệt tình khi cậu ấy tới, một cổ động viên Indonesia nói. Cầu thủ này chơi tốt, chỉ mong cậu ấy không chấn thương và sớm tới Indo để chơi bóng, một cổ động viên của đội bóng xứ vạn đảo bình luận. Đoàn Văn Hậu cập bến câu lạc bộ Công an Hà Nội vào năm 2023 và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng ngành công an đăng quang ngôi vô địch V-League sau một năm lên hạng. Chiều ngày 28 tháng 3, Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải Mì có mặt tại giáp cưới tiền vệ Quang Hải ở Đông Anh. Trong video ghi lại, Văn Hậu từng bước tập tễnh vì chấn thương chưa hồi phục khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng. Triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ngày 1 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Các cầu thủ được triệu tập đa phần đều là những gương mặt đã từng đồng hành cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở các đội tuyển trẻ từ U17 đến U19, U20. Gần đây nhất là đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi vô địch giải U23 châu Á 2023 và tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu của Trung Quốc. Đây cũng là lực lượng các cầu thủ trẻ thường xuyên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tập trung, tập luyện song song với đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Day từ nửa cuối năm 2023 đến nay. Nhiều cầu thủ đã vinh dự được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 tại khu vực châu Á. Có thể kể đến thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và gương mặt mới là hậu vệ Nguyễn Thành Khải. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn bóng đá châu Á để bổ sung thay thế cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ nhằm giúp cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm sự lựa chọn tối ưu nhất trong đội hình của Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới đây, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4, gặp U23 Malaysia ngày 20 tháng 4, gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Ngoài việc cạnh tranh thứ hạng, vòng chung kết U23 châu Á kỳ này còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, top 3 đội tuyển U23 của giải sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ 4 thua trong trận tranh hạng 3 sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của châu Phi để tranh một suất đến với nước Pháp. Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4. Tuy vậy, do vướng lịch thi đấu của V-League nên phải sang ngày 6 tháng 4. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới có trong tay đầy đủ quân số. Đội sẽ lên đường sang Qatar ngày 8 tháng 4 và có trận đấu cọ sát với đội tuyển U23 Jordan ngày 10 tháng 4, hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài tại đấu trường U23 châu lục. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.